Sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái đó bô xin mẫu thùng dạo nha anh chị. Đó rúng chèn, đầu thì đầu trội, sấy mặt thì sấy lưng nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, móng sò móng đen. Rồi em vô cận cảnh thùng dạo cho anh chị tham khảo luôn. Yếm là chèn từ cây trên, chèn từ cuốn họng ra tới đùm vú luôn nha anh chị. Chân là móng sò chèn khú đó anh chị ơi. Chiều cao thì chắc thứ mốt đó, đầu trụi luôn, móng là móng đen nha anh chị đó. Đó, hoa đen, đuôi thì đuôi lưng mẫu này mẫu thả đồng nha anh chị đó, mặt đẹp luôn, hò hiện chưa khớp mỏ chưa sâu mũi luôn anh chị đó, giá cũng yêu thương luôn. Chân móng nè, lông thì đỏ mặt nha anh chị, bò này không có làn giá đốm đen đốm trắng đốm đỏ nha anh chị, một màu đỏ mặt đó. Này bò này lưỡi đen luôn anh chị ơi, đó dòng bò vàng thôi mà kiểm tra xấy tích chân móng luôn đó, rúng mình rúng chèn luôn, cái vàng rúng là thấy tê người là anh chị ơi. Vú rồi vừa vú sạch sẽ nha anh chị, bốn vú đều, chân cũng cẳng tối nha anh chị đó, chân cẳng thẳng trụ nè anh chị đó. Thì bò này thì cũng tầm 8 tháng tuổi rồi anh chị đó, thì tách mẹ đó thì hơi gần xíu nhưng mà được cái đòn dài đầu trụi luôn, nuôi tới già cũng không có sừng nữa, giá cũng yêu thương luôn. Đó, thì giá cả thì hợp lý luôn anh chị đó, 10.500.000 bao ship thành phố Tân An đó, bán sát giá cho thương lượng sát giá cho anh chị nuôi có lợi nhuận luôn đó.